Chào cô và các bạn, nhóm em xin trình bày quy trình thực hiện về máy đông máu. Sau khi tiến hành kiểm tra tên, tuổi và chỉ định, chúng ta kiểm tra bệnh phẩm là máu trong ống nghiệm C-chát màu xanh, thể tích đúng 2 ml. Bắt đầu bỏ ống máu vào máy ly tâm 4.000 vòng trên 10 phút. Sau khi ly tâm xong, chúng ta kiểm tra ống máu có bị tán huyết hay không. Bắt đầu kiểm tra máy và hóa chất sau khi mang ra để ở nhiệt độ phòng. Kiểm tra ống máu và chỉ định thêm một lần nữa. Vào màn hình chính chọn Measure Resting Test, chọn xét nghiệm cần làm. Đặt COVID vào vị trí ủ và nhập ID bệnh nhân. Hút 50 ml mẫu vào cuvette và đợi ủ 120 giây. Kiểm tra thuốc thử là BT. Sau đó lắc trộn đều thuốc thử. Đến thời gian ủ 120 giây, hút 100 ml thuốc thử vào cuvette và đợi kết quả. Chọn Research và xem lại kết quả. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.